Kính thưa quý vị, kênh đào Phù Nam sẽ làm giảm lượng nước ngọt đổ về đồng bằng sông Cửu Long, dẫn đến tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn diễn ra thường xuyên và lan rộng hơn. Ước tính vào mùa khô, kênh đào này sẽ lấy đi khoảng 30% lượng nước chảy về sông Tiền, làm tình hình hạn hán, thiếu nước ngọt, xâm nhập mặn gia tăng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất nông nghiệp, gây mất mùa, đe dọa an ninh lương thực. Trong khi đồng bằng sông Cửu Long là vùng sản xuất và xuất khẩu lúa gạo lớn nhất cả nước, mang lại thu nhập và là sinh kế cho hàng triệu người dân. Tình trạng hạn mặn còn gây thiếu nước sinh hoạt, ảnh hưởng đến đời sống và sức khỏe của người dân. Nhiều năm gần đây, các tỉnh ven biển đồng bằng sông Cửu Long đã phải đối diện với tình trạng thiếu nước sinh hoạt nghiêm trọng, làm đảo lộn đời sống của người dân. Nhiều người dân vùng khác đã phải chở nước ngọt đến để cứu trợ trong liên tục mấy tháng nay. Sẽ còn tiếp nha quý vị. Như một cái làng này đó thì ai cũng đều thiếu nước hết, gặp khó khăn rất là nhiều. Không nước thì chết chứ sao.